Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ review cho các bạn 8 tựa game. Và các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Farlight Express. Ok, đi lên. Yes. Đây là 8 tựa game rất là hot trong và hay trong những năm vừa qua. Và những tựa game này thì các bạn phải coi nha. Làm sao để tránh con gấu nó sẽ vào trong ngôi nhà các bạn và cắn chết các bạn. Ok, và đây là những chiếc cam của các bạn. Quan đây. Quan Pi. Quan Si. Chu A. Chu B. Free cam. Cam 6 này thì rất khó nhìn, rất là tối, chắc là ở ngoài lan can rồi. Các bạn coi làm sao để chẳng con gấu nó sẽ vào trong ngôi nhà các bạn. Mình sẽ đóng cửa đâu. Ok. Mới 2 giờ đêm ngày đầu tiên. Vẫn chưa được 1 tiếng mà mình mới còn có 87%. A magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. Đây chính là khu vui chơi của trong một ngôi nhà. Một giờ đêm rồi, vẫn chưa con gấu nào bước vào trong ngôi nhà các bạn. Và theo mình nghĩ có thể tầm khoảng 3 giờ đêm thì thường thường những con gấu đó nó sẽ vào trong ngôi nhà. Và các bạn phải check cam thật nhanh, làm sao để con gấu đó nó sẽ nhìn thấy và nó phát hiện và nó sẽ chạy đi. Nếu không thì các bạn sẽ bị nó cắn chết. Hoặc các bạn có thể giữ nó bằng cách muốn cho nó vào nhà. Các bạn chỉ cần để nguyên, sau đó thì nó sẽ vào trong ngôi nhà các bạn. Và một lúc sau, các bạn có thể check cam vào rất nhiều luôn. Thì lúc đó các bạn sẽ xem mặt con gấu nó như thế nào. Nó rất giống con gì ra này. Và nó sẽ vào và nó cắn chết các bạn ăn. Ok. Rồi tự em này rất đơn giản thôi. Và sự rất hay. Ok, let's go. Và mình sẽ chuyển tiếp sang tự game thứ hai. Farlight Express đi. Let's go. Channel World Studio. Ok. Rồi. Ở đây các bạn có thể chọn được những con nhân vật, những con mà các bạn muốn xem. Mình sẽ chọn con này đi. Ngày đầu tiên. Continue. Ở đây thì văn minh ở chỗ đó chính là các bạn có thể check cam trên một chiếc máy tính. Có điều là nó rất là nhỏ để các bạn có thể nhìn được. Thì các bạn có thể bật đèn. Các bạn có thể dọa. Đó. Ví dụ các bạn nghi một con gấu nào đó ở trong một căn phòng như này. Thì các bạn có thể bật đèn. Sau đó các bạn dọa luôn. Dọa một tí nha. Đó, ok. Ở đây thì nó có hai căn phòng để nó chui vào trong này. Còn khi mà con gấu nó sẽ vào trong, các bạn có thể chui vào trong cái hình nộm này để các bạn con gấu nó nhìn các bạn và nó sẽ không cắn chết các bạn. Ở đây thì sẽ có ba cửa phòng, 1, 2 và 3. Và mình sẽ zoom to cái này lên một chút để mình sẽ coi cam vào đây xem có gì không. Đây là ra ngoài này. Cam này ở trong phòng ăn. Wow. Phòng khách. Ra ngoài. Đây là phòng ăn rồi. Đây là chỗ khu vui chơi ở ngoài.
attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. Okay. Now, that restaurant should be the safest place on Earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. There's a music box over by the prize counter, and it's rigged to be wound up remotely. Ở đây thì điện, điện các thứ thì các bạn dùng thoải mái, không sợ bị mất điện. Mình đang nghi nghi có một con nó sẽ vào trong, đang thông báo ở đây rồi. Mình sẽ tìm xem nó ở đâu. Hoặc có thể nó sẽ vào trong ngôi nhà này. Đây rồi, không biết phải không? Không biết phải con này không? Mà thông báo đã bị đột nhập. Đúng rồi. Chính con vừa rồi. Nó đã đột nhập vào bên trong. Và bây giờ nó đang chạy đi đâu? Rồi mình sẽ kiểm tra ở đây xem. Và nó sắp vào ngôi nhà các bạn. Khi mà nó vào ngôi nhà các bạn sẽ phải chui vào trong này. Và chống thật kỹ. Để làm sao để nó không nghĩ được là các bạn nhỉ? Wow, thật mình nghĩ đang ở gần đây. Các bạn phải giả thực ra vờ thành gấu, nếu không thì sẽ bị được cắn chết. Rồi ok, mình sẽ chuyển tiếp sang game thứ 3, Fly a Friend 2. Let's go. Has Wanted. 12 giờ đêm, ngày đầu tiên. Ok, let's go. Ở thời điểm này thì các bạn bị mất đèn điện. Đó chính là các bạn dùng nhiều thì cái này nó sẽ tụt xuống. Hello. Rồi, mình sẽ check out. Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. Phần 2 này thì check cam của nó rất là nét. Những cái điều các bạn phải dùng tiết kiệm và flatline. Nếu không thì khi hết flatline này các bạn sẽ không biết nó ở chỗ nào. Và sẽ không biết là nó có đột nhập vào các bạn hay không. Okay. Và các bạn coi thời gian càng lâu càng tốt. Khu vui chơi. Đây cũng là khu vui chơi. Đó là khu như kiểu nhà vệ sinh rồi. Đây là nhà ở bên trái này. Cam này bên phải. Cam này ngoài trời. The first guy finished his week, but complained about conditions. We switched him over to the day shift. So, hey, lucky you, right? Mainly his first concern that certain characters seem to move around the street. He even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. So, while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. Dùng rất là tốn pin luôn. Đợt đầu mình chơi game này, nhìn ở đây rất là khiếp. Mình cứ tưởng là nó con gấu nó sẽ xuất hiện ở đây luôn. Nhưng cuối cùng ai ngờ thì đó là một hình lộ. Hình lộ của gấu cơ. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. Okay, mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo, Fly Forever. Let's go. You game. Cũng giống như Fly Forever 1 hay Fly Forever 2, Fly Forever, các bạn coi nhà. Có điều là ở Forever này thì nó sẽ nhiều cam hơn một chút. Và Fred 3 nó thay đổi một cái, đó chính là nó có một tiếng, đó là tiếng play audio. Ví dụ các bạn nghi ngờ ở phòng này chẳng hạn, thì con gấu nó sẽ xuất hiện. Các bạn nhìn nó, các bạn cứ để ấn play audio để tạo ra tiếng động cho nó khiếp, sau đó thì nó sẽ chạy đi.
Like, the attraction opens in like a week. So we had to make sure everything works and nothing catches on fire. When the place opens, people will come in at the opposite end of the building and work their way toward you and pass you. Đây là cam ngoài trời, cam ở ngoài nhà. Một cái đường nhỏ, vách nhỏ. Và khi dấu nó vào trong đây thì các bạn sẽ không tài nào trốn được, không có cái gì để trốn. Nếu bắt buộc các bạn phải coi ở bên này thật là giỏi và thật là nhanh. Và sao để tránh con gấu nó sẽ vào trong bên trong, tận bên trong của ngôi nhà của các bạn. Authentic, then again, it might just be another crappy cosplay. And we found a desk fan, very old school, metal though. Watch the finger. Flashing lights and spooky props. I honestly thought we'd have more by now. Đó, cái chơi tự nhiên này rất là hay luôn và đơn giản. Wow, ngoài nhìn giống như là gấu luôn. Nhưng cũng là không phải. Hai giờ đêm rồi. Thường thường thì con gấu sẽ xuất hiện trong vòng tầm khoảng từ 2 giờ trở đi của tự nhiên Fly F43 này. Và các bạn sẽ thấy ngay. Ok, rồi, và bây giờ thì mình chuyển tiếp tới game tiếp theo. Fly F44. Let's go. Đây là Minh Họa 2D, tức là các bạn là một anh chàng thanh niên. Thì tất cả là có 4 con gấu. Và đây là con gấu nhỏ của anh ta. Ok. Ngày đầu tiên. Ở đây thì sẽ có 4 cánh cửa. Cánh cửa đầu tiên. Mình sẽ bật đèn flash cho các bạn xem. Ok. Cánh cửa thứ hai. Cánh cửa thứ ba. Từ hôm nay thì làm cái cửa 3D rồi, cho nên nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn. Và đây, đây là phòng ngủ của các bạn. Thường thường con gấu nó sẽ vào trong ngôi nhà của các bạn. Sau đó thì nó sẽ ngồi cạnh con gấu này. Đây là con gấu bồng của các bạn, ngồi cạnh. Và khi đủ tầm 3 đến 4 con thì lúc sau các bạn sẽ bị nó cắn. Và các bạn sẽ phải chơi lại từ đầu. Vì lúc đó thì các bạn sẽ bị game over. Rồi, và để con gấu nó sẽ không vào nhà các bạn phải làm những bước sau đây. Thứ nhất đó là các bạn đóng cửa, sau đó bật đèn flash để xem nó ở đấy không. Rồi thứ hai, tiếp tục vào phòng tiếp theo. Cứ như thế. Vào phòng thứ ba. Tại vì khi đóng cửa thì con gấu nó nghe tiếng động, nó sẽ chạy đi. Còn nếu không thì ví dụ các bạn đang mở như vậy và đèn flash lên, nó nhìn thấy và nó sẽ cắn các bạn ngay. Let's go. Như thế liên tục để các bạn coi thời gian càng nhanh càng lâu càng tốt. Ở đây thì tầm khoảng 3 giờ là gấu xuất hiện rất là nhiều nên các bạn phải làm thật là nhanh. Cứ như thế thôi. Càng coi thời gian đâu thì các bạn càng hoàn thành cái game. Và mình sẽ kiểm tra ở trong phòng ngủ đấy có con nào không. Không có con nào. Tức là mình coi vẫn chưa có con nào lọt vào trong này. So ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo.
đêm đầu tiên. Cam 2, cam 3. Wow, anh chào ở đây. Anh ta làm bước vào trong. Bây giờ mình phải làm như thế nào? Xem anh ta đi đâu đây. Không có một cách gì để làm cho anh ta khiếp. Thứ gì đó. Anh ta đang bước vào đây rồi. Hoặc là mình có thể là mình đang theo dõi anh ta. Xem anh ta có ăn trộm gì không. Oh my god. Anh ta sẽ lột trở vào bên trong. Anh ta đi vào trong, trong một căn phòng. Không biết là phòng nào đó. Nhưng căn phòng đó không biết có cam không. Để mình kiểm tra thật kỹ xem. Đây, anh ta ở trong đây. Đó, các bạn cứ đi theo dõi anh chàng này. Rồi ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang thời kỳ tiếp theo. Let's go. Rồi, và tự nhiên này thì cũng như các tự nhiên khác, đó chính là có những chiếc cam. Và các bạn phải đi theo dõi làm sao để con gấu nó sẽ không vào nhà các bạn. Và tại chỗ này thì hình như là mới thay đổi một chút. Trước đợt trước thì mình thấy nó không có những cái chiếc cam như thế này. 80%, 79%. Sao cái này tụt nhanh thế? À, cái này là ghi âm. Hình như có một con gấu nó vào trong này. Đường ở đây, đây là những cái lần chặn đường. Ở đây bật đèn không được. Có tiếng kêu. Oh my god. Thua rồi. Tối đen như mực. Wow. Tức là hết pin rồi. Thì lúc đó chắc con gấu nó sẽ vào và nó cắn chết các bạn ngay. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang thời kỳ tiếp theo. Oh my god. Let's
Welcome to the first day of your exciting new career. Whether you were approached at a job fair, read our ad in Screws, Bolts, and Hairpins, or if this is the result of a dare, we welcome you. I will be your personal guide to help you get started. I'm a Model 5 of the Handyman's Robotics and Unit Repair System, but you can call me Hand Unit. Your new career promises challenge, intrigue, and endless janitorial opportunities. Please enter your name as seen above the keypad. It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. One moment. Welcome, Eggs Benedict. Okay. Mình hạ xuống ở trong một ngôi nhà nào đó. Ok. Ngày đầu tiên, chuẩn bị cánh cửa mở ra. Cái này như là một cầu thang máy. You can now open the elevator using that bright red and obvious button. Okay. Allow me to fill this somewhat frightening silence with some lighthearted banter. Due to the massive success and even more so the unfortunate closing of Freddy Fazbear's Pizza, it was clear that the stage was set, no pun intended, for another contender in children's entertainment. Unlike most entertainment venues, our robotic entertainers are rented out for private parties during the day, and it's your job to get the robots back in proper working order before the following morning. You are now in the primary control module. It's actually a crawl space between the two front showrooms. Now, let's get started with your daily tasks. View the window to your left. This is the Ballora Gallery Party Room and Dance Studio, encouraging kids to get fit and enjoy pizza. Let's turn on the light and see if Ballora is on stage. Press the blue button on the elevated keypad to your left. Đó, các bạn cứ làm theo hướng dẫn của tựa game này. Looks like Ballora doesn't feel like dancing. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.